chơi và đang game, chúng ta thì hãy cùng in hoa phi rồi nhé. Chúng ta sẽ học cái âm tháng hàng có liên quan đến ta gốc âm qua. Thì trong cái âm qua có những cái nghĩa nè, chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Âm qua thì có nghĩa là gì? Nghĩa của nó là khoa, là khóa, là quả, là quá. Và khi qua ở vị trí tiền tố là ở đâu? Ở vị trí đứng đầu trong một cái từ á, thì nó sẽ có nghĩa là quá, hoặc là mức độ, hoặc là gì? Quá độ, làm cái gì đó quá. Ví dụ như gì? Khoa sốt, sốt là tốc, khoa là quá, khoa sốt là quá tốc độ ha. Rồi, chúng ta xem nào. Qua, ví dụ mình hiểu khoa, khoa, qua có nghĩa là khoa. Thì khoa học là khoa học, khoa nhau là khoa dạy, khoa trang là khoa chương, khoa múc là khoa mục, khoa co là khoa cử, khoa cử, khoa nề là khoa nội, khoa si là khoa thí là gì? Sự tài năng hoặc là sự khoe khoang á. Còn vế qua là ngoại khoa. Rồi chúng ta cùng đọc với âm hai nhé. Khoa ra theo khoa hắc, khoa hắc, khoa hắc, khoa hắc, khoa học, khoa miệng, khoa miệng, khoa miệng, khoa miệng, khoa danh, khoa trang, khoa trang, khoa trang, khoa trang, khoa chương, khóa mốt, khóa mốt, khóa mốt, khóa mốt, khóa mục, khóa cò, khóa cò, khóa cò, khóa cò, khóa cử, khóa nề, khóa nề, khóa nề, khóa nề, khóa nội, khóa xì, khóa xì, khóa xì, khóa xì, khóa thi, khóa thí, vế quả, vế quả, vế quả, ngoại khoa ha. Rồi, nghĩa thứ hai đó là gì ạ? Khóa, thì chữ khóa này có nghĩa trong từ nào? Khóa chủ, khóa chủ, khóa chủ, khóa biểu ha. Khóa chủ, khóa chủ, khóa chủ, ta ra theo khóa chủ, khóa chủ, khóa chủ, khóa biểu. Rồi, nó còn một nghĩa nữa là gì? Quá, quá, cái gì đó quá. Khóa tù, quá độ, khóa chê, quá tải, khóa chăn, quá khen, khóa sinh, quá tinh, khóa bử, bất quá. Khóa kể, quá khứ, khóa ban, quá bán, chú quả, vượt quá, khóa sinh, quá thực. Chúng ta đang cả chín ta ra theo khóa đủ, khóa đủ, khóa đủ, khóa đủ, khóa trẻ, khóa trẻ, khóa trẻ, khóa trẻ, khóa tải, khóa chặn, khóa chặn, khóa chặn, khóa chặn, khóa khen, khóa sinh, khóa sinh, khóa sinh, khóa sinh, khóa tinh, khứ quả, khứ quả, khứ quả, khứ quả, bất quá, khóa kể, khóa kể, khóa kể, khóa kể, khóa khứ, khóa bản, khóa bản, khóa bản, khóa bản, khóa bản, chu quả, chu quả, chu quả, chu quả, bất quá, khóa sinh, khóa sinh, khóa sinh, khóa sinh, khóa thực. Chúng ta chuyển sang nghĩa tiếp theo ha. Nghĩa tiếp theo của chữ qua có nghĩa là quả ha. Qua là quả, khóa phụ, quả phụ, khóa xong quả, phần quả, khóa sinh, quả thực, khóa sinh, quả lực, khung quả, công quả, khóa dần, quả nhiên, khởi quả, kết quả, khóa bổ, quả báo, thu quả, hiệu quả, thu quả, hiệu quả, khóa phụ, quả phụ, xong quả, phần quả, khóa sinh, quả thực, khung quả, công quả, khóa dần, quả nhiên, khởi quả, kết quả, khóa vô là quả báo, thu quả, hiệu quả. Ta ra theo khóa bù, khóa bù, khóa bù, hiệu quả, xong quả, xong quả, xong quả, xong quả, thành quả, khóa sinh, khóa sinh, khóa sinh, khóa sinh, quả thực, khung quả, khung quả, khung quả, quả công quả, khóa dần, khóa dần, khóa dần, khóa dần, quả nhiên, khởi quả, khởi quả, khởi quả, khởi quả, kết quả, khóa bổ, khóa bổ, khóa bổ, khóa bổ, quả báo, thu quả, thu quả, thu quả, thu quả, hiệu quả. Tiền tố của chữ qua là chỉ về nghĩa gì ạ? Quá độ hoặc là quá mức. Qua còn có thể cộng với chữ gì ạ? Quá cái gì đó, xài quá, tiêu dùng quá thì chữ chữ qua là quá. Khóa su bì là tiêu dùng quá mức. Khóa su bì, khóa su bì,
khóa su vi đi đúng quá mức, khóa vô hồ, khóa vô hồ, khóa vô hồ, khóa vô hồ là bảo vệ, vô hồ là bảo vệ, khóa là quá, hoặc khóa vô là bảo vệ quá, có nghĩa là gì? Bảo vệ quá mức và đu trì quá mức ha. Khóa là quá, khóa xích, khóa xích, khóa xích, khóa xích, khóa là quá mà xích là thực á, thì gì? Ăn uống quá mức, quá độ. Khóa xích, khóa xích, khóa xích là ăn nhiều, khóa nhiều ghê gớm luôn, được chưa? Bài học của chúng ta tới đây là kết thúc về cái âm khoa rồi ha. Xin chào, chúc mọi người học tốt và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Nếu như mà mọi người thấy âm hát của Hàn Quốc Hà chia sẻ hữu ích thì hãy bấm vào link đăng ký và chia sẻ giúp Vina nhé. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.